Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Jewelry chuyên bán nệm co su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi có nhiều băng tần ở nhiều địa phương. Thí dụ như là ở Houston, Texas thì đài 27.6. Ở bên Bắc California là 16.11 và miền Nam Cali là 56.10. Ngoài ra thì trên trang Facebook thì quý vị gõ vào Leader Sài Gòn TV tin tức À, thì sẽ có cái trang uh, tin tức và livestream cũng như là coi lại sau đó à, trên YouTube thì mình coi ở trên uh, cái trang Little Sài Gòn TV Official uh, trên trang uh, YouTube à, rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay ngày 30 tháng 5 2023 cuối tháng năm rồi lẹ quá luôn á À, ngày hôm nay thì à, mọi người bắt đầu đi làm trở lại à, sau một kỳ nghỉ à, lễ một weekend dài với lại à, memorial day à, ngày hôm nay thì à, hôm cuối tuần vừa rồi nhiều người ăn tiệc nhưng mà người ta nói có một cái bản tin nó vui vui họ nói à, có một cái nhà đó có một đám những con raccoon raccoon raccoon, <laughs> raccoon là con nó à... cũng nó cũng được một cái bữa tiệc ở trong hồ bơi nữa hình như nó... cái con đó đó nếu mà nhìn sơ thôi đó thì tôi gọi nó là con con chuột khổng lồ. Dạ. Yeah, này giống con chuột lắm. Nhìn nó sợ thiệt các quý vị thấy uh, nhiều nhà ở sau vườn á thấy cái nó đi 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 bầy bầy đó thì ở đây một cái nhà ở gần gần đây là Hinton Beach uh, sáng hôm thứ sáu khoảng chừng uh, chưa đến 6 giờ sáng nữa tự dưng cái người chủ nhà đó họ nói <laughs> họ nhìn <laughs> họ nhìn thấy uh, một người trong nhà xong có vẻ như là bất an vậy đó cái nói ổ có gì vậy vậy sớm vậy đi ngủ tiếp đi cái nó không có cái gì đó cái nhìn ra trời ơi thấy con ba con này nó ở ngoài cái thành hồ bơi ấy, nó đứng nó nhìn nó nhìn xong rồi đó cái con này thì quý vị biết rồi nhìn nó đáng sợ lắm như con chuột mà chuột bư vậy đó rồi xong cái thấy một con nó nó té xuống cái hồ bơi rồi xong cái 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 bộ bơi được rồi nha hai con kia nhảy xuống luôn thế là họ đứng họ nhìn trời ơi nó như ba con này mà nó lũng chǔm lǔm chǔm ở trong cái hồ này một buổi trời chủ nhà kêu là họ quay lại cái clip đó họ gửi cho KTL um, hai con á, thì bơi trong vòng khoảng chừng nửa tiếng 25 ừ. phút còn lại một con còn lại có vẻ là thấy đã quá nó ở dưới đó gần hơn 45 phút nữa bắt đầu nó mới trồi lên rồi Ngọc Lan nghĩ nếu mà nhà mình mình ra mình mình biết con thì đây chắc mình cũng nổi da gà xong rồi nổi xúc cái hồ bơi này không thấy cũng mệt bởi vậy những cái con những cái cái bây giờ càng lúc đó, những cái con mà mình kêu nó là giống như là hoang dã không phải mình nuôi nó bắt đầu nó cứ cứ tiến tiến dần tiến dần nhiều vô hết những con gấu nè rồi những những cái con con cáo con trồn đó rồi nó vô nè rồi nhiều quá cho nên là khi mà môi trường sống của những cái loài động vật hoang dã nó bị đe dọa nhiều, nó bị con người xâm lấn nhiều thì bắt đầu nó tấn công ngược lại con người. Tôi, tôi mới google thử đó à, con raccoon à, tiếng Việt Nam mình gọi là con gấu mèo ừ, không phải biết là gấu mèo à là gọi là con gấu nghe. mèo Ngay, yeah. dịch là là như vậy à, à, còn cái con mà giống con chuột mà nó nghe cái răng ra khi mà mình ra vườn đó thì là gọi là con possum đó con đó Sợ quá. rồi bây giờ tại Ngọc Lan nói <laughs> tin động vật đầu tiên hết thì mình cũng có một cái tin liên quan tới động vật nữa đó là một chú chó trắng nhỏ nặng chỉ có khoảng 10 pound thôi nó gọi là con Maltese con chó chú chó nhỏ nhỏ này đó nặng có 10 pound thôi mà nó nó già rồi đó cho nên nó còn có ba cái răng nè à. <laughs> mà chú chó nhỏ này đã ruột đuổi theo một con gọi là cái gì con 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 tôi không biết gọi là con gì nó con trồn hả hay là con con cáo hả cáo cáo rừng núi gì đó đã rượt theo một chú chó và gọi là anh em với con chó này nó nó, nó nó cánh vô con chó được rồi nó đang tha con chó đi nó tính ăn thịt rồi nhưng mà chú chó này rượt theo cái con 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 cáo đó đó nặng 60 mươi pound wow. mà là con cáo hoảng sợ phải bỏ chạy khi ừ. coi cái video thấy nè nó chạy vòng quanh cái nhà này đây là cái phía sân sau của cái nhà đó nó rượt theo nó chạy khiến <laughs> con cáo kia phải bỏ con chó nhỏ ra và bỏ chạy luôn đó, thì cái bản tin cho biết đó là cái, cái cái chuyện xảy ra ở Mission Viejo. Một ngày đẹp trời thì ông chủ này nè, ông mới nói rằng là mở cái video coi lại cảnh đằng sau nhà ban đêm coi nó có cái gì. Ừ. Thì khi mà coi lại thì thấy tại sao con chó của mình nó bị thương. À. Đó, nó có những vết máu trên cái lông của nó. Ông mới ông mới điều tra, ông ấy tìm hiểu coi tại ừ. sao. Thì mới thấy là một đêm đó đó có hai con cáo lạng vãng ở ngay cái sân sau nhà, một con trong hàng rào và một con ngoài hàng rào thì cái con uh, tiếp theo là không phải là một con uh, con chó rượt theo một con cáo cáo đồng hả? sói đồng hả sói đồng dạ một con sói đồng mà ở đây là một người đàn ông đột nhập vào nhiều cái ngôi nhà ở florida ừ. về lý do mà ông ta nói ông ta đập cửa ông ta dùng đồ ông ta đập cho bể rồi ông ta muốn chạy vào nhà đó bởi vì ông ta nghĩ là ma đuổi ông ta ừ. Nhờ, ma đuổi ông này nghĩ là như vậy đó À, nhưng mà ma đuổi hay thật sự có ma đuổi hay không thì bây giờ cảnh sát đang điều tra ông này tên là Andrew George. À, nói là hồi à, tuần trước á thì à, ông cùng với một người à, phụ nữ nữa à, đi vào trong một cái à, giống như là một cái cái motel nhỏ ở à, Florida đó à, để mà mướn phòng nhưng mà hai người vô khoảng chừng 30 phút sau thôi đi ra xuống dưới nói với lại mấy người mà nhân viên ở dưới front desk tiếp tân ở ngoài đó nói rằng là ở trong phòng đó có ma, có ai ở trong đó đó cho nên họ nói trả tiền lại cho họ họ không muốn ở đây nữa thì nói qua nói lại một hồi thì nhân viên ở đó cũng trả tiền lại cho họ thì họ đi mà họ bỏ chạy họ nói rằng là, là có người đuổi theo họ nói cái gì đó muốn giết họ thế họ chạy vô một cái cửa hàng seven eleven gần đó họ nói là ờ, giúp đỡ cho họ đi có ma đuổi theo họ thì người ở đó người ta nhìn ta nó ủa hai người này giống như là bị bất thường thế là À, những người ở cái cửa tiệm Seven Eleven cũng không có làm được cái gì hết. thì hai người này lại chạy qua một cái khu sớm ở gần đó. họ cứ chạy họ đập cửa từng nhà, họ la lên là họ kêu là ờ, cầu cứu, cầu cứu, lại có người đuổi theo tôi vân vân. thì à, xong rồi đến một một trong những căn nhà đó đó, thì ông này mới kiếm một cái vật nặng, ông ta đập cái cửa, ông ta đập ở cửa sổ, ông ta đập cửa, người ta không mở, ông ta đập cửa sổ, ông ta nói là ông ta muốn đi vô trong bởi vì có người tìm theo giết ông ta thì ở ông chủ nhà nói là nếu mà ông ta mà nhảy vô á là chủ nhà cầm sẵn con dao là sẽ đâm ông ta thì ông ta cũng trần trở ở đó thì ở nhà gọi cảnh sát tới. Thì khi mà có nghĩa là nguyên một cái xóm đó ông ta đập cửa rất là nhiều nhà thì đến cái nhà mà ông ta đập bể cửa kiến luôn đó thì cảnh sát đến thì ông ta nói rằng là ô oh, có, có 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 người đuổi theo tôi, ma đuổi theo tôi, ờ, người ta nói là sẽ giết tôi tùm lum hết cái cảnh sát nhìn thì hỏi cái người mà đi theo cái người mà phụ nữ đi theo ông á thì người phụ nữ cũng xác nhận là ông này đập cửa nhiều nhà ông ta cũng chính là người đập bể cửa kiến nhà kia à, thì khỏi ra một hồi cuối cùng là trước đó ông có uống cái gì không thì ra ông ta uống một cái loại thuốc mà giống như ma túy gì đó oh. thì cho nên nghĩ rằng là ông ta bị ảo giác nghĩ ảo giác nghĩ rằng là ma đuổi theo mình có người chạy theo mình rượt theo mình nó dẫn đến tâm ta là giống như là hoảng loạn như vậy chứ không phải là có một cái chuyện ma thật mà đuổi ở trong một cái buổi trời lúc mà chạng vạn như thế để rồi mà xông vào nhà người ta nhưng mà cho dù ông ta có nói ông ta bị ma đuổi hay gì nữa thì cảnh sát cũng đã truy tố ông ta hai tội đó là đột nhập vào nhà người khác và có ý giống như là muốn ăn trộm ở nhà người khác thì đó là một cái câu chuyện cũng lạ lùng xảy ra trong đối với những người mà làm về luật. À, xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319-princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District trở lại với cà phê sáng thì um, hồi trước quảng cáo đó Ngọc Lan đang nói về cái ông đó ông có cái ảo tưởng gì đó rồi ông đi đập cử kiến của uh, những cái uh, cơ sở này kia yeah. Ừ. thì uh, có một cái bản tin cũng liên quan tới cái vụ đập kiến các vị thấy đây là tấm hình ha tấm hình của một cái cơ sở thương mại bị đập cái cửa kiến trước nè để vô ăn trộm ăn cắp hay làm gì đó thì cái chuyện này nó xảy ra cái ta đây là tấm hình của một cơ sở thương mại ở vùng Seattle à Washington hiện tại thì rất nhiều cửa tiệm ở đây bị đập kiến hàng đêm thế thì người ta đã quá chán nản với cái việc mà bị đập kiến hàng đêm như vậy có khi khoảng một dãy cái khu thương mại đó không đêm nay thì cũng đêm mai hay là cũng đêm mốt cũng có một trong hai ba tiệm ở đó bị đập kiến và kẻ trộm vô, đạo, vô lấy đồ thì người ta đã có quá à, gọi là không còn nhẫn nại được nữa thế thì trong cuộc họp của hội đồng thành phố ở cái vùng này washington seattle những người có những cơ sở thương mại bị đập kiến, họ mới đưa cái nghị trình này vào trong cái nghị trình uh, họp hành của thành phố và nói rằng chúng tôi quá sức chịu đựng rồi không còn chịu đựng được nữa, chúng tôi không có nhẫn nại như vậy hoài được, cứ thay cái cửa kiến mới xong thì mấy ngày sau thì lại bị đập nữa, cho nên các ông bà nghị viên trong thành phố phải có một cái cách nào đó để mà giúp chúng tôi, tại vì khi mà bị đập kiến như vậy đó, nó cản trở công ăn việc làm hàng ngày, nó mất thu nhập hàng ngày, nó tốn tiền để thay cái cửa kiến mới và nếu mà khai bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ lên hoặc là bảo hiểm có đi deductible này kia nữa thì nó tốn tiền chúng tôi lắm chúng tôi làm anh lương thiện mà bây giờ cứ bị đập kiến như vậy hàng ngày là chúng tôi nhớ lại là ở vùng Westminster của mình ở đây cũng rất gần Gangro cũng rất nhiều những cơ sở thương mại của người Việt mà lâu lâu mình đi lái xe đi ngang mình nhìn thấy đó cũng thấy là cái tấm gỗ đã che lên cái tấm cửa kiến rồi là tại vì bị đập kiến đó thì khi mà họp với hội đồng thành phố thì hội đồng thành phố trong cuộc họp đưa ra cái mà người dân đưa lên là những cơ sở thương mại bị đập kiến nhiều quá như vậy họ không có chịu nổi nữa hội đồng thành phố là bắt buộc phải hợp tác với sở cảnh sát đi tuần ban đêm nhiều hơn hay là có cách nào đó để giảm thiểu những cái vụ đập kiến này có những cơ sở thương mại họ nói rằng là nếu chi phí để mà gánh những cái cửa sắt ở ngoài cái cửa cơ sở thương mại của họ đó thì phải xin phép chủ phố rồi nó có nhiều cái phiền toái và tốn tiền là cái Dĩ nhiên rồi khi mà gắn một cái cửa sắt ở ngoài một cái cửa cơ sở thương mại đó thì nó tốn đâu vào khoảng 20.000 đô 30.000 đô có những cái loại cửa sắt lên tới 50.000 đô ừ. thì họ làm sao họ có tiền để mà họ à, gắn cái cửa sắt Nếu không cửa sắt thì là cái khung sắt cũng được cái khung bằng sắt mà ô vuông vuông đó họ gắn ở phía trong của cái cơ sở thương mại đó để mà khi mà kẻ cướp thấy à cái này nó có cái cửa sắt ở bên trong nữa hay là cái khung sắt ở bên trong nữa bây giờ có đập bể kiến đi cũng không vào được lấy cái gì thì gắn những cái cửa sắt đó thì nó lại làm mất đẹp đi cái, cái 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 bề mặt của cái cơ sở thương mại đi đâu cũng thấy cửa sắt khung sắt cửa sắt khung sắt thì họ nói rằng là nó mất đẹp đi cái cửa hàng của mình đó cho nên không phải là chỉ có một nơi mà nhiều nơi chắc chắn là cũng bị tình trạng như vậy tại vì cái cách mà ăn trộm mà nó vô trong một cái tiệm dễ nhất đó, là chỉ có đập cửa kiến rồi đi thẳng vào trong đó và lấy đồ cho nên đây là một cái vấn nạn à, các quý vị ở thành phố Garden Grove Westminster mà cái cơ sở thương mại hay là cái khu thương mại của mình đó có nhiều tiệm bị đập như vậy nè thì chắc cũng nên có một cái cuộc họp với thành phố để yêu cầu sở cảnh sát Đi tuần tra ban đêm những cái khu mà bị như vậy nhiều hơn để giúp cho cái vấn đề làm ăn của mình đó nó không có bị cản trở bởi những cái việc như thế này. Họ nói rằng là nếu bây giờ không thay cửa kiến mà cứ để cửa gỗ như vậy đó thì khách hàng nó không dám vào. À, thấy vậy nó mất đẹp đi mà nó không dám vào. Mà không lẽ là cứ thay cửa kiến xong bị đập lại thay nữa, rồi cứ bị đập lại thay nữa thì tốn tiền vô cùng. Mà để cửa gỗ này lên đó thì lại không có khách đó cho nên đây là cái tin là từ tiểu bang Washington và người ta đã đưa ra một cuộc họp và hội đồng thành phố họp với sở cảnh sát để mà đi tuần tra ban đêm nhiều hơn ở những cái khu mà ban đêm vắng vẻ nhất nhất là những cái khu mà thương mại ban đêm đóng cửa đó không có còn ai lai vãng hết trơn đó thì cảnh sát phải đi tuần nhiều hơn ờ, khi mà người ta đi mua nhà hay là người ta đi shopping đi đến những nơi mà họ thấy cái cửa à, cửa cửa kính ở trong rồi ở ngoài có những cái khung sắt á thì tự dưng á người ta cho họ cái cảm giác là ở đây không an toàn đó, đó. đúng không đó. cho nên nhiều người người ta đi mua nhà hay đi mướn nhà mà đến những cái khu vực mà họ thấy ủa nhà ở đây nhà nào cũng làm như vậy là tự dưng họ thấy không yên tâm lắm cho dù có thể là đôi khi chủ nhà họ muốn làm cho nó chắc chắn hay gì không biết nhưng mà nó sẽ đưa cho người đi đi tìm nhà đó cái cảm giác đó không an toàn à, thưa quý vị Ờ, trong những ngày vừa qua thì gia đình của một người phụ nữ 33 tuổi ở Tennessee đã đưa ra một cái lời kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng cũng như là của bên cơ quan thực thi pháp luật đi tìm kiếm người phụ nữ này. Cô này tên là Nikki, 33 tuổi. Cô này theo như em của cô nói đó em của cô thì tên là Tony nói rằng là cô cùng với lại cái người bạn trai của uh, của cô tên là Tyler Startron đã bắt đầu một cái chuyến đi cũng đi bằng xe từ Tennessee đi về orange County này nè để thăm cái người chú của mình ừ. nhưng mà 3 tuần qua rồi bây giờ không có tin tức gì của cô này hết kể từ hôm 9 tây tháng 5 cho đến bây giờ không có tin tức của cô Nikki này um, trong khi đó đó thì cái cái người bạn trai của cô Nikki tên là uh, Tyler Stator này thì lại đang bị cảnh sát truy nã, nhưng mà truy nã với một cái tội khác không có liên quan gì đến cái sự mất tích của cô này hết. Um, cô cái người uh, em của cô Nikki nói đó thì cái chuyện mà cô Nikki này hay lái xe đi từ Tennessee qua quận Cam này Orange County thăm người chú đó là cô này đã đi nhiều lần lắm rồi cho nên cái lúc mà cách đây 3 tuần lễ khi cô này cô nói là cô sẽ đi thăm ông chú của mình thì mọi người không có gì ngạc nhiên hết thì trên cái hành mà trình đi đó đó hai người này đi cùng với một con chó nữa À, trên cái hành trình đi đó thì cô Nikki này vẫn hay à, gọi điện thoại Hoặc là nhắn tin cho người em gái của mình là Tony Nói chuyện đi làm sao đồ vân vân à, Cho đến à, cái ngày mà theo như mà lịch trình bây giờ cảnh sát cho biết á, Là đến ngày 4 tây tháng 5 Họ khởi hành trước đó rồi đến ngày 4 tây tháng 5 Thì hai người này à, bị cảnh sát ở à, trong một cái chỗ mà à, Torrance County ở bên à, tiểu bang à, New Mexico đó giận giữ lại là bởi vì á ông này, ông Tyler này đã đánh cô này, đánh cô Nikki này, đánh giống như là theo cái hình mà người người em nói lại uh, bị bầm mặt đồ hết. Ừ. Nhưng mà ngược lại ông Tyler này cũng nói với cảnh sát đó là cô này đã cầm súng đe dọa ổng, muốn bắn ổng. Cho oh. nên vì hai người này uh, mặc dù là có cảnh sát xuất hiện nhưng mà rồi không người nào muốn uh, truy tố người nào hết họ họ, là một cái cặp đi với nhau không có người nào gọi là xí xóa cho nên là cảnh sát để cho họ đi à, thì sau cái bữa đó đó thì cô này có nói chuyện với em của cổ thì có nhìn qua FaceTime thấy mặt cổ bị bầm tím vân vân thì người người em đó mới nói rằng là ô nếu giống như cảm thấy là không an toàn như vậy thì đừng có đi chung với người này nữa thì đến ngày đó là ngày 4 tây tháng 5 cho đến ngày 6 tháng 5 theo cái lịch trình đó thì một cái người giống như là anh họ của cô Nikki này mới chạy xe đến cái nơi mà họ cho biết là họ đang ở một cái một cái địa điểm ở New Mexico chạy đến đó để nói là sẽ chở cô này đi, sẽ chở ừ. cô này về Cali. Thì cô này đi nhưng mà đi được có qua ngày hôm sau thì cô nói là sao cô không thấy yên tâm, cô muốn quay lại tìm ông này. Đó, cô muốn quay lại tìm ông này. Thì thế là cái người mà anh họ trong gia đình nói rằng là ô nếu mà muốn như vậy thì thôi, thì, thì cho cô này quay trở lại còn ông kia thì đi về Cali. Thì khi mà cô quay trở lại đó thì bây giờ đến ngày 9 tây đó thì người em không còn liên lạc được gì với lại uh, cái người chị của mình hết, thì cô nghĩ rằng là cái người cousin ở trong nhà đó, cái người anh họ đó đó ngày 6 tây tháng 5 liên lạc với cô này có lẽ là cái ngày cuối cùng rồi rồi sau đó không có biết tin tức gì nữa hết. Bây giờ họ bắt đầu họ đi lùng sụp khắp nơi. Dĩ nhiên cái ông Taylor này thì cái người trong nhà không có liên lạc được. Thì bây giờ mới biết là ông ta đang cũng đang bị cảnh sát truy nã vì một cái tội nào đó không có liên quan đến cái vụ mất tích này. Thì bây giờ gia đình đưa lên kêu gọi khắp nơi cái chuyện mà tìm kiếm xem coi cái cô này bây giờ ở đâu rồi cảnh sát ở New Mexico cảnh sát ở Arizona tại trên cái hành trình đó thì cái lần mà cuối cùng á, thì họ thấy cô này là ở cái khu vực Arizona cũng đang đi tìm coi tung tích làm sao thì từ cái câu chuyện của hai người này cũng đi trên một cái chuyến hành trình như vậy làm cho người ta gợi nhớ đến cái vụ mà hồi năm 2021 đó cuối năm 2021 cũng một cái cặp à, cô là Guppy Pitero đi cùng với lại người bạn trai rồi sau đó cũng cãi vã nhau vừa đi vừa quay YouTube rồi sau cô đó lại bị chết ở một cái nơi mà rồi cái anh chàng kia thì ba tuần sau là chết ở Florida mà bây giờ cuối cùng thì người ta cũng chưa biết là người này giết người kia hay là như thế nào vân vân người ta vẫn là đang điều tra còn hai người này thì bây giờ cái cô này đã đang mất tích và gia đình đang tìm kiếm kêu gọi cái sự giúp đỡ của mọi người xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.

Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lý đô Sài Gòn TV. À, thưa quý vị trong thời gian qua thì ai cũng biết là bảo hiểm nhà cửa xe cộ ở nhiều nơi đã tăng lên à, cảm thấy rất là đáng sợ nhất là ví dụ như là ở Florida sau cái trận mà lũ lụt bão vừa năm ngoái đó à, gây thiệt hại nhiều thì à, bảo hiểm ở đó tăng lên nhiều lắm riêng ở ngay tại à, tiểu bang California thì à, công ty bảo hiểm State Farm nhiều người biết công ty này nổi tiếng lắm họ vừa mới ra một cái thông báo cho biết là họ sẽ không còn bán bảo hiểm cho những ngôi nhà mới xây ở California nữa, bắt đầu kể từ ngày 27 tây tháng 5, tức là hôm thứ bảy vừa rồi. À, dĩ nhiên xe thì họ vẫn còn sẽ bán cho những cái xe mới. À, tại sao mà State Farm không có bán bảo hiểm cho những cái căn nhà mới xây ở tiểu bang California nữa? Là bởi vì họ nói là trong 6 năm qua đó, nhiều ngôi nhà ở tiểu bang California đã cháy, đã xảy ra, đã bị cháy trong những cái trận cháy mà liên tục như vậy nó làm ảnh hưởng đến cái uh, những cái cơ quan mà bảo hiểm này uh, giá tiền họ phải tăng lên rất là nhiều, họ phải chi phí rất là nhiều nhưng mà lại họ lại bị uh, giống như là nó có một cái um, cái quy định một cái luật là các công ty bảo hiểm họ không được tăng cái mức bảo hiểm lên uh, theo những cái phần trăm đã được quy định cho nên uh, cái chuyện nó nó không có đầy đủ họ họ không có đủ tiền để mà họ tiếp tục làm cái công việc bảo hiểm này nữa thì người ta nói rằng là State Farm là công ty thứ hai hãng bảo hiểm thứ hai đã ngừng bán bảo hiểm cho những cái ngôi nhà ở tiểu bang california thì cái điều này á nó bắt buộc là những người mà có um, có nhà mới vừa mới mua nhà vừa mới xây nhà thì họ phải tìm kiếm những cái công ty bảo hiểm khác mà đôi khi có những cái công ty á, nó không có cover hết giống như người ta mong muốn mà họ chỉ cover tức là bảo hiểm một phần nào đó thôi với những cái giá nhất định nên đây cũng là một cái điều gây khó khăn cho nhiều người mà có nhà mới với cái tình trạng mà thời tiết thay đổi những cái thường là cháy nhà yếu tố do con người cũng có nhưng mà yếu tố do thiên tai thời tiết thì cái đó mình không có thể nói trước được nhưng mà do con người á, thì đôi khi nó lại ít nguy hiểm hơn là do thiên tai lũ lụt Ờ, những cái đó nó gây ra những cái trận trái mà kinh khủng nó gây lên kéo theo bảo hiểm tăng giá rồi bây giờ không mua được bảo hiểm nữa mới là cái chuyện làm cho người ta đáng phải lo ngại trong khi đó một cái bản tin khác có liên quan tới vấn đề cộng đồng người LGBTQ người chuyển giới lưỡng tính những người đồng tính vân vân đó thì gọi chung là LGBTQ À, thưa quý vị à, trong thời gian vừa qua thì sau khi công ty target nói rằng là những cái quảng cáo hay là những cái poster hay những sản phẩm mà có liên quan tới cộng đồng người đồng tính đó thì sẽ được bày bán ở phía sau à, tức là không có trước đây thì để ở phía trước nhưng mà bây giờ là dời nó về phía sau của những cái cửa hàng target họ nói rằng là họ nhận được cái lời yêu cầu của rất nhiều người chống cộng đồng người đồng tính và nói rằng là tôi không muốn thấy mấy cái đó ở ngay phía trước mặt của cửa tiệm à, con cái chúng tôi nó sẽ bị ảnh hưởng vân vân đi mua sắm nó, tôi không thích thì sau khi những người mà chống cộng đồng người đồng tính lên tiếng như vậy thì Target là một cái cửa tiệm rất là nhiều cửa hàng đã đưa ra thông cáo là họ dời những cái cái, cái quảng cáo hay là những cái món hàng ví dụ như là những cái khăn choàng đi biển mà có cờ bảy màu đó ừ. rồi nón rồi kiến rồi này kia đó những cái sản phẩm đó họ dời lại phía sau của những cái cửa tiệm thì ngày hôm nay cộng đồng của những người đồng tính đã lên tiếng và nói rằng là không nhượng bộ những cái người chống đối cộng đồng người đồng tính và họ nói rằng là ta gẹt sẽ phải chịu trách nhiệm về công việc đó sau khi đã ta gẹt lên tiếng như vậy và cái việc làm ăn của công ty target cũng sẽ bị ảnh hưởng đó thế thì ngày hôm nay cộng đồng người đồng tính nói rằng là những cái cửa hàng lớn mà có nhiều chi nhánh thí dụ như là walmart target à, và nhiều cửa hàng nữa nếu mà cũng muốn làm như vậy thì cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng như vậy quý vị thấy đó thì à, cách đây không lâu khoảng tuần trước sau khi mà cái một cái đoạn clip cái ông người chuyển giới cầm cái lon bia Bud Light đó để uống đó thì đã bị phản ứng rất là mạnh bởi những người mà chống những cái người đồng tính như vậy. Họ nói rằng là chúng tôi không không chấp nhận những cái quảng cáo kiểu như vậy này kia. Họ bắt đầu họ tẩy chay cái hãng bia, rồi cái hãng Bud Light này, Budweiser này đó thì họ lại đưa ra những cái coupon để mà nhằm gỡ lại những cái sự thu nhập bị thất thoát như vậy đấy là khi mà người ta không uống bia nữa, người ta không mua bia nữa, người ta tẩy chay thì làm sao mà bán bia được? Thì họ mới đưa ra những cái coupon 15 đồng. Thế thí dụ như là một cái uh, thùng bia bao nhiêu lon đó bán 15 đồng thì có cái coupon đó thì là coi như là được free rồi. Để mà gỡ gạt lại và họ cũng lên tiếng là chúng tôi uh, không có cố ý làm những cái quảng cáo như vậy vân vân. Thế thì ở đây mình nói tới đó là khi mà cộng đồng người đồng tính và những người chống lại cộng đồng người đồng tính mà bắt đầu là có những cái sự việc mà nó xảy ra nó hụt hạt như vậy đó thì cảm thấy rằng là thế giới này vẫn còn có những cái mà chưa hòa đồng với nhau được ha chưa hòa đồng với nhau được cho nên rất là khó khăn cho những cái cửa tiệm mà mặc dù là họ nói rằng là chúng tôi diversify chúng tôi là hòa nhập chung các cộng đồng lại với nhau rồi chúng tôi đủ màu sắc hết vân vân họ muốn muốn như vậy nhưng mà cái giới mà chống lại người cộng đồng đồng tính đó thì cũng lên tiếng mạnh mẽ. Tôi không thích như vậy, tôi không muốn như vậy. Cho Nên mình nhiều khi mình ngõ ràng là mình thấy là uh, tiệm thì cũng muốn làm vui lòng cả hai bên nhưng mà cũng khó lắm. À, Sản anh Trường đang nói đến người đồng tính thì cũng có những cái cái giống như là có những cái biểu tượng để nhìn vào đó để người ta biết đó là người đồng tính đó là quý vị sẽ thấy những cái gọi là bảy sắc cầu vồng đó ừ. những cái món đồ những cái nón hay là những cái vật gì đó mà in cái hình mà có bảy sắc cầu vồng tức là đó là cái biểu tượng của người đồng tính có thể là rất là nhiều khán giả của mình là đều biết điều đó rồi nhưng mà cũng có những người không hề biết đó là dấu hiệu của người đồng tính cho nên á uh, nhiều khi ở đây mình không có nói uh, ngọc lan không có nói là người đồng tính Uh, kỳ thị hết nhưng mà mình chỉ đang nói đến cái biểu tượng đó để cho nhiều người chưa biết cái thể hiểu nhưng khi mình nhìn đó là mình biết thành ra có nhiều người người ta không có biết người ta dùng ví dụ như là uh, cái nón hay cái ly hay những cái túi sách thì họ thấy cái màu đẹp hay là những cái dù họ thấy đẹp thì họ cầm thôi nhưng họ không biết rằng là Ô oh, đi ra đường người ta có thể nhìn mình Ô oh, Đó là một cái cách để mình xác nhận rằng mình là người đồng tính này là mình ủng hộ mà họ hoàn toàn không biết thì bây giờ đây là một cái dịp để chúng ta biết rằng đó là cái dấu hiệu không thì nhiều khi đó không để ý đấy nha mình cứ tưởng là mình oh, cứ tưởng là ô cái hình màu cờ cầu vòng này đẹp quá ừ. à, mình mua về mình trưng trong sâu nhà mình là cái cái dù để che nắng hay là cái gì đó nhưng mà thật ra đó thì cộng đồng người đồng tính họ dùng cái cờ cái cái cái, cái cờ như vậy nè cái màu ừ. bảy màu như vậy nè để xác nhận rằng là chúng tôi là những người đồng tính, đó. Yeah. Cho nên nhiều khi mình cũng vô tình chứ đi vô trong ta ghẹt thí dụ vậy hay qua mà thấy cái cái ô mà để mà che cái bàn patio phía sau nhà đó, ừ. ô cái này màu đẹp, màu sặc sỡ, mưa về cắm yeah. lên. Ừ. Ngọc Lan đã từng chứng kiến có nhiều người cũng lớn tuổi, mà nhưng mà chắc là họ không có biết, cho nên là thấy con cháu thấy cái giỏ hay là cái vali hay cái túi à, sách đó, đó, đó. đó đẹp thì họ xách đi thôi. Có lần thì mình cũng hỏi là ồ cô hay gì có biết là cái cái này là là cái màu sắc này là biểu tượng gì không? Cái giống như họ ngơ ngác họ ừ. không có hiểu. Khi mình nói ồ đây là cái biểu tượng của người đồng tính đó thì họ có vẻ rất là ngạc nhiên, hỏi là ủa vậy rồi sao? Nó thì đâu có sao đâu, nếu mà cô thích thì cứ cầm. <laughs> Nhưng mà nói trước khi mà cô cầm cái này đi ra ngoài thì người ta có thể thấy là có người người giống như là tưởng là cô là người đồng tính hay là ủng hộ cho người đó thì nếu như cô chọn cái điều đó thì không sao hết nhưng mà chỉ cho biết là như vậy cho nên khi mà mình sử dụng những cái gì thì cẩn thận còn nhiều khi là mình mình không có biết nó là làm sao xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam chín chín Và 7146577866. sáu EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ Trên toàn thế giới 408 4480 1070 Happy 2Easy Chuyên bán nệm cao su cứng Chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 Và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của lý Gòn TV à, thưa quý vị trong chương trình cà phê sáng thì chúng tôi đã nói rất là nhiều lần về những cái trò lừa đảo khiến cho người ta bị mất tiền liên quan đến chuyện qua à, giữ sử dụng mạng xã hội có email có rồi à, cell phone có thì bây giờ mới đi nữa lại là một cái kiểu à, nó có nghĩa là ngày càng tinh vi hơn thì người phụ nữ này là chủ của một cái cái tiệm bán đồ ăn nhỏ nhỏ đã bị mất đến 160.000 đô la từ ngân hàng Chase mà bây giờ nó không có cách gì lấy lại được hết, thành ra cô chỉ chia sẻ cái câu chuyện này với lại trên trên đài ABC7 để mà mọi người có thể để ý hơn. Cô này tên là Morris thì cô là chủ của một cái tiệm người ta không có nói là cái vùng cô sống là ở đâu hết chỉ biết rằng đó oh oh sorry cô này ở California ở một cái vùng giống như là nông thôn thì chỉ nói rằng là một ngày á thì cô nhận được một cái tin nhắn ở trên điện thoại của mình à, từ ngân hàng Chase gửi đến hỏi rằng là có phải là trong cái thẻ mà debit card của cô đó tức là thẻ đó là thẻ tiền của mình đúng không À, thấy là cô cô có dùng cái thẻ đó ở một tiểu bang khác xài cái số tiền là 35 đô la có đúng không? Thì lúc đó cô này nhìn nó 35 đô la thì nó nó không có nghĩa lý gì hết. Ừ. Nhưng mà thấy ủa mình đâu có xài thì cô cũng chỉ trả lời vô là không có. Như vậy thôi, cô nghĩ là chuyện nó đơn giản. Thì sau đó có một người gọi điện thoại đến theo đúng cái số điện thoại của cô mà ở trên cái số điện thoại bây giờ họ làm tinh vi đến mức á là thấy là giống như là từ ở dưới ghi là Chase Bank gọi tới chứ không phải là một cái số bất kỳ nào hết hiện lên cái chữ như vậy luôn thì khi mà hiện lên như vậy thì có một người tự xưng là uh, nhân viên của bên ngân hàng Chase tên là Barbara gọi tới nói rằng là ồ đã đã biết rằng là cái thẻ của cô đó là bị ai đó đã đánh cắp rồi cho nên mới dùng cái thẻ đó mua được đồ ở nơi khác có 35 đô la cho nên bây giờ thì họ sẽ hủy cái thẻ này và họ sẽ gửi cho cô một cái thẻ debit card mới để mà tránh những cái trường hợp bị người ta lợi dụng vân vân. Thì cô này thấy ok gửi thẻ mới mà thấy là trên nó cái cái phone của mình hiện lên là Chase Bank đàng hoàng. Thì cái người mà trên phone đó nói ok bây giờ ngân hàng sẽ gửi một cái số confirm đến. Thì mà gửi cái test đó đến thì cô sẽ đọc dùm cái số đó để cho người ta uh, process cái chuyện mà làm cái thẻ debit card mới cho cô thì cô cũng đọc rồi xong rồi nó ok chờ vài ngày thì sẽ nhận được cái thẻ debit card mới gửi đến tận nhà à, nhưng mà rồi sau đó thì một ngày hôm sau hai ba ngày hôm sau cái cô đó lại gọi điện lại cũng ừ. lần nào cũng hiện lên cái chữ là Chase Bank như vậy nói rằng là uh, um, nó có một chút trục trặc về cái chuyện mà process gửi cái thẻ đó đi cho nên là muốn cô confirm lại cái số cũng lần nào cũng có một cái số phone gửi tới À, giống như cái 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 code mà quý vị sẽ thấy trong cái lúc mà mình làm mà mình access vào email hay facebook hay là ngân hàng thì bao giờ người ta cũng cho mình một cái số là gọi là verify code đúng không để mình gõ vô gửi qua cái tin nhắn của mình thì cô này cũng đọc lên như vậy cho đến khoảng một tuần lễ cái cô mới đi vô trong ngân hàng cô coi cô, lúc đó tá hỏa ra là số tiền dành dụm 160 000 ngàn ở trong tài khoản đó được chuyển hết rồi, được chuyển mấy lần để chuyển đi qua chỗ khác, thì lúc đó cô mới mới tự gọi lên trên ngân hàng, thì người ta nói ô oh, sorry cái đó là cô đã tự động cô chuyển cái tiền đó đi, ừ. thì họ cũng biết ô oh, đây là một cái hình thức lừa đảo mới, à, cho nên à, nói rằng là à, cô nói bây giờ có cách nào mà giúp cô lấy lại số tiền đó hay không, thì bên ngân hàng nói của họ không thể nào làm được hết, thứ nhất là à, giống như là nhiều khách hàng đã không theo đúng những cái hướng dẫn về cái chuyện mà bảo mật cái mật mã cũng như là những cái số đó của mình mà ngân hàng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần không bao giờ được đọc cái số đó lên cho bất kỳ ai à... rồi cái thứ nhất cái thứ hai là ngân hàng không bao giờ dùng phone để mà liên lạc với quý vị hết cho nên khi mà quý vị thấy ai gọi điện, ai nhắn tin đến mà nghi ngờ đó, thì người ta nói quý vị dùng ngay cái thẻ ngân hàng của mình ở phía sau nó có cái số uh, customer service quý vị gọi, tự quý vị gọi vào cái số ở trên cái thẻ debit card hay là credit uh, card của quý vị, thì cái điều đó nó mới chắc ăn. chứ mình không trả lời phone, trả lời tin nhắn của bất kỳ một cái chỗ nào gửi đến mà nói rằng là link này hay là cái số này vân vân. À, cũng liên quan tới uh, vấn đề tiền bạc thì tôi quý vị có một cái bản tin nó cũng lạ lắm à, cựu tổng thống donald trump thì có người thích và có người không thích và những người thích là những người ủng hộ tổng cựu tổng thống donald trump thế thì trong thời gian vừa qua sau cái cuộc bầu cử mà ông donald trump thua ông joe biden đó thì có nhiều người nói rằng là ở à, đây là à, gian lận bầu cử rồi nhiều cái vấn đề nó xảy ra thế thì những người mà trung thành với cựu tổng thống donald trump thì vẫn trung thành với ông à, cách nào đó thì họ vẫn là người trung thành thế thì trong thời gian vừa qua đã có những cái công ty lừa đảo họ in những cái sản phẩm có hình cậu tổng thống donald trump ở trên đó và in ra những cái tờ check như là tờ tiền vậy đó quý vị rồi những cái đồng coin rồi những cái sản phẩm mà bây giờ thì quý vị cũng biết là quảng cáo tinh vi lắm họ dùng những cái hình ảnh họ lòng vào những cái quảng cáo có thể như là mình nhìn những cái quảng cáo đó mình thấy... Ô, oh, cựu Tổng thống Donald Trump in ra những cái tờ check hay là in ra những cái đồng tiền... Để mà những người ủng hộ ông, tiếp tục ủng hộ ông. Đó, họ tin là như vậy. Và có những cái lời trong cái quảng cáo đó làm cho chúng ta tin rằng... À, mình mua một cái đồng cắt mà có hình Tổng thống Donald Trump ở trên đó. Rồi sau này khi mà ông Donald Trump nếu mà thắng cử năm 2024 thì cái đồng một đồng đó nó có thể thành là 20 đồng, 30 đồng. Mình sẽ có một giấc mơ Mỹ, mình sẽ giàu lên nhờ những cái đồng tiền này nếu mà mình tiếp tục ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump. Thế thì những cái công ty đó ngày hôm nay đó bị công bị bị rất là nhiều các cơ quan thông tấn đặc biệt là thí dụ như là có NBC, có CNN và có nhiều những cái cơ quan thông tấn khác đó thì họ lên tiếng họ nói rằng là có nhiều người đã viết thơ lên và họ nói rằng là họ tin vào những cái quảng cáo như vậy họ nói rằng là những cái tờ giấy check in ra như vậy đó cũng có thể là tiền được nữa nếu mà mình mang vào ngân hàng mình đổi lấy tiền mặt à, nó tùy theo thời gian nếu mình mua trong vòng 3 bốn năm sau có thể cái đồng đó nó lên giá à, mình có thể đổi được một đồng thành 10 đồng thí dụ như vậy thế thì có nhiều người đây là một cái twitter cái một cái tweet của ông này có tên là john aman ông nói rằng là tôi đã mua tới 2.200 đồng tiền những tờ check Tờ check đó là golden check nè Diamond check nè à, Và những cái đồng tiền uh, Những cái tờ check đó Có in hình tổng thống Donald Trump ở trên đó uh, Cựu tổng thống Donald Trump đó Rồi uh, có những cái lời lẽ nói rằng là Nếu chúng tôi giữ lại những cái này đó Thì trong vài năm tới có thể nó có tăng giá trị lên Tôi cầm ra ngân hàng Và họ nói rằng cái này không có là cái gì hết Cái này chẳng đổi được đồng nào hết đó, khi mà tôi cầm ra tiền ra như vậy họ nói rằng là đây là những tờ giấy người ta in ra thôi chứ không phải là có trị giá tiền gì hết mà ông mua biết biết bao nhiêu tiền rồi ông mới đăng lên trên twitter nè rồi ông đăng lên trên một vài những trang mạng xã hội khác và nói rằng là đây là những cái trò lừa đảo mới của những cái người mà người ta lợi dụng lòng trung thành với cựu tổng thống donald trump À, ngoài Twitter ra thì ông còn nói thêm là tôi sẽ đăng lên nhiều cái mạng xã hội khác để cho mọi người cùng biết NBC News sau khi điều tra thì biết rằng là những cái công ty này có cái tên rất là yêu nước, Patriot Dynasty, Patriot Future, USA Patriots và nhiều cái tên khác nữa và đều nằm ở một cái nơi đó là Colorado, Denver, Colorado. À, những công ty này đó thì họ dùng cái um, trí tưởng tượng nhân tạo AI đó rồi họ làm ra những cái quảng cáo, những cái hình này kia y hệt như là có cựu tổng thống Donald Trump nhúng tay vào tức là có mặt ông hiện diện ở cái ngày mà phát hành cái, cái lá tờ check đó hay cái đồng tiền đó vân vân đó họ làm hay lắm và cho nhiều người tin cho nên uh, quý vị nếu có trung thành với cựu tổng thống donald trump thì cũng nên chú ý uh, và cũng nên coi kỹ coi là mình có bị lừa gạt bởi những cái công ty này hay không wow, thật là đáng sợ ai, ai càng ngày nó càng khuynh đảo thế Ồ, giới làm game ngọc lan thấy, ừ. thấy, cái, thấy cái hình đây ha làm cho mình cái sổ membership đàng hoàng nè, TRB, Membership ừ. Handbook, làm ra tờ check là diamond check, rồi đồng tiền này kia nữa, rồi bán, rồi nói rằng là quý vị mua bây giờ đi, mai mốt nó tăng giá lên đó. Wow, <laughs> ai ai. À, thưa quý vị, ngày hôm thứ hai thì một người thanh niên 18 tuổi đã bị cảnh sát bắt khi người này tự động đi đến một cái bệnh viện ở Bồn để mà chữa trị sau khi cái buổi tối chủ nhật. À, người này đã lái một chiếc xe ăn cắp và tông trúng một chiếc xe SUV làm cho hai người trên xe đó chết và một người bị thương nặng. Nhưng mà sau khi mà đã tông rồi cái nó là một cái tai nạn kinh hoàng thì người thanh niên 18 tuổi này lại bỏ chạy, oh. bỏ chạy khỏi hiện trường. Thì một nhân chứng mà có mặt ở đó nói nhà ở gần đó nó chạy ra nó thấy khủng khiếp lắm thì thấy cái người thanh niên đó vớ lấy một cái ba lô xong rồi dục chạy. Thì cái người đàn ông ở gần sớm đó có rượt theo nhưng mà rồi thì không có không có bắt kịp người thanh niên đó nhưng mà qua sáng hôm sau đó thì người đó có lẽ cũng bị thương cho nên tự tự tìm đến một cái bệnh viện và cảnh sát đã đến đó bắt thì người này đã bị truy tố cái tội là ngộ sát à, lái xe là gây ngộ sát làm hai người chết một người bị thương nhưng mà cái tội nữa là tội ăn cắp xe xe hơi để gây ra cái chết à, cảm ơn nguyễn trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai sau cà phê sáng vẫn sẽ là thời sự thế giới à, xin kính chào quý vị